Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ trên tay và đánh giá nhanh chiếc kính thực tế ảo Gear VR, sản phẩm hợp tác giữa Samsung và Oculus, hãng công nghệ rất nổi tiếng với các thiết bị thực tế ảo và cũng đã được Facebook mua lại với mức giá kỷ lục lên tới 2 tỷ đô la. Bản thân Oculus thì họ cũng vừa cho ra mắt chiếc kính thực tế ảo dành riêng cho thị trường PC, đó là Oculus Rift, còn với chiếc Gear VR này thì nó chỉ tương thích với các thiết bị di động cao cấp của Samsung mà thôi, và cụ thể là từ đời Samsung Galaxy S6 và Samsung Galaxy Note 5 trở lên. Ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc Gear VR này là trông nó khá đẹp và hiện đại, trông như kiểu là đồ của Iron Man hay là X-Men vậy. Cầm trên tay thì Gear VR nó không quá nặng như mình nghĩ, do toàn bộ phần vỏ của nó đều bằng nhựa, nhưng mà chất liệu nhựa được hoàn thiện khá tốt, cứng cáp và chắc chắn. Chiếc kính có cấu tạo khá đơn giản, tháo mặt bảo vệ trước ra là chúng ta có thể kết nối điện thoại với ngàm, và nhớ là phải nhét đúng vào lỗ micro USB thì máy và kính mới nhận kết nối với nhau. Các bạn có thể thấy là rất chắc chắn, gần như không thể nào mà chiếc máy có thể rơi ra khỏi hai ngàm bảo vệ xung quanh được. Và thích cẩn thận hơn thì các bạn có thể đóng thêm nắp vào cho chắc chắn. Ở phía cạnh phải này của kính thì chúng ta sẽ thấy có một khu vực phím điều hướng cảm ứng dạng trackpad. Rất hay, chúng ta vuốt và chạm cảm ứng ở đây để điều khiển ở trên màn hình. Và đây là chi tiết mà mình thấy sáng giá hơn tất cả các loại kính thực tế ảo đang có trên thị trường dành cho các thiết bị di động. Ở trên cao này chúng ta có thêm một phím back nữa, nhưng mà nếu như mới dùng thì có thể là sẽ hơi khó để lần mò vị trí của phím này khi đang đeo, bởi vì nó đặt hơi cao. Chúng ta cũng có thêm hai phím tăng giảm âm lượng ở đây nữa. Và như vậy là chỉ cần thao tác với kính, ta không cần thiết phải chạm tay vào màn hình để sử dụng, không cần phải điều khiển gì cả. Đó là điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất khi so sánh Gear VR với những chiếc kính thực tế ảo đang được bán phổ biến hiện nay. Ở phía trên đỉnh, chúng ta còn có một bánh răng dùng để điều chỉnh tiêu cự cho kính, dạng gần như là chỉnh V nét trên máy ảnh vậy. Cái này rất thích hợp cho những người có vấn đề về mắt như là cận viễn hay là loạn thị gì đấy, vẫn có thể sử dụng được bình thường. Lật xuống phía cạnh dưới, chúng ta sẽ bắt gặp một cổng micro USB. Và nếu như các bạn chưa biết thì trải nghiệm nội dung thực tế ảo cực kỳ tốn pin, bởi vì chip xử lý đồ họa GPU gần như phải làm việc gấp đôi, và tất cả các cảm biến trên điện thoại cũng phải hoạt động không ngừng nghỉ, và còn phải san sẻ điện năng từ pin cho các thành phần điện tử của cảm biến trên kính nữa. Chúng ta có thể kết nối dây sạc điện thoại vào đây để sử dụng thoải mái hơn. Ở bên trong lòng kính thì chúng ta sẽ thấy có hai thấu kính lồi rất quen thuộc trên các loại kính thực tế ảo. Và ở chính giữa, ta sẽ thấy có một cảm biến, và khi ta đeo vào mắt thì máy sẽ tự động khởi chạy ứng dụng thực tế ảo Oculus của Samsung. Tức là chỉ cần kết nối điện thoại với Gear VR rồi đeo vào mắt mà không cần phải thực hiện bất kỳ một thao tác nào trên máy trước đó. Ở bên ngoài vành của kính tiếp xúc với mặt thì cũng có một lớp đệm bằng nhung, và chúng ta cũng có thể hoàn toàn tháo nó ra khỏi kính và sử dụng lớp đệm cao su bên dưới. Cũng rất mềm mại nhưng mà sờ không sướng như là đệm nhung. Các dây đeo của kính cũng hoàn toàn có thể điều chỉnh độ dài ngắn để dễ dàng vừa vặn hơn khi đeo với từng người. Mình sẽ thử đeo vào và trải nghiệm luôn. Cái thể loại tóc tai lởm chởm thì mình thì đeo vào trông cũng không được dễ nhìn cho lắm. Nhưng mà để các bạn vui thì mình cũng chịu theo thoải một chút thôi, cũng không sao. Thật sự là cái cảm giác nó nặng nề hơn mình tưởng. Không thoải mái gì cơ, một thứ nặng vài trăm gram ôm chặt vào đầu như thế này. Khi đeo vào thì chúng ta sẽ cảm thấy như đang đứng ở trong một căn phòng cực kỳ rộng, với phía trước là các nội dung, ứng dụng dùng để sử dụng, xoay ngang, xoay dọc thoải mái. Các bạn chú ý là cái con trỏ màu xanh ở chính giữa này, chúng ta dùng nó để điều chỉnh, lựa chọn các danh mục để truy cập. Chúng ta có thể xoay đầu để điều chỉnh nó, rồi thao tác với trackpad điều hướng ở bên cạnh tai để lựa chọn nội dung truy cập. Giờ thì mình sẽ vào thử thư viện và chọn một ứng dụng mà mình đã tải về trước đó. Các bạn vuốt ở ngoài trackpad để cuộn trang và ấn chạm tương ứng với thao tác OK hay Enter để lựa chọn. Sẽ hơi khó khăn khi mới làm quen với thao tác điều khiển này. Mình sẽ thử với cái game câu cá này đi. Có thể thấy là đồ họa khá đẹp. Mặc dù như mình thấy là chưa lung linh cho lắm nhưng mà mang tới một cái cảm giác rất là thú vị. Mình có thể quay ngang quay ngửa, nhìn trời nhìn đất như thế này. Cảnh vật xung quanh được tái tạo trên mô hình 3D, trông khá là ảo diệu. Và ở xung quanh cái hồ này, chúng ta sẽ sử dụng cái điều khiển touchpad để quẩy cái cần câu. Đấy, các bạn thấy ảo diệu chưa? Mình chả cần nhìn mà vẫn kéo được cá về. Quá là bá đạo. Thôi, dù bá như thế nhưng mà câu cá cũng không phải là niềm đam mê của mình cho lắm. Mình thích chạy bộ hơn. Và chính vì thế thì mình sẽ chơi thử cái game Temperance này. Game này thì nó quá quen thuộc trên điện thoại rồi, và không biết là trên Gear VR thì nó có cái gì khác biệt đây. Uầy, nhìn mấy con quái trông rất là nguy hiểm. Cái game này thì nó yêu cầu là chúng ta sử dụng tay cầm chơi game để kết nối với điện thoại, sau đó thì điều khiển nhảy nhót rồi lăn lộn các kiểu. Chứ còn các bạn điều khiển qua touchpad ở trên kính thì cũng không dễ dàng cho lắm.
Ở đây mình có đang sử dụng tay cầm rồi. Như các bạn thấy thì đồ họa ở trong game cũng không đẹp hơn so với bản thông thường mà chúng ta chơi trên điện thoại là bao. Chỉ có là thêm hiệu ứng 360 độ quay ngang quay ngửa mà thôi. Và cảm giác rất là đã. Bình thường thì mình cũng không sợ cái con quái này lắm đâu, nhưng mà chơi ở đây rất là phê. Bởi vì là cái cảm giác khi cái kính nó khiến cho đầu mình nặng đi, và khi chạy nghiêng sang các bên thì giống như là chúng ta đang chạy thật. Cảm giác nó ảo hơn rất nhiều khi các bạn chơi với những cái game như là ngồi trong tàu lượn siêu tốc, nghiêng trái nghiêng phải, nhảy nhót, xoay ngang, xoay dọc. Rất là hay. Những cái game tương tác kiểu này sẽ là một cái mảng rất hứa hẹn với các loại kính thực tế ảo. Game cũng thế đủ rồi. Mình sẽ thử xem phim xem sao. Tất nhiên là không phải phim kích rồi, mà sẽ là phim xiếc. Vâng, đúng, xiếc thật, xiếc người đóng thật luôn. Như đây mình đang xem là ở giữa một màn xiếc, và tao hồ xem các nghệ sĩ hát, biểu diễn rồi nhảy nhót trước mặt luôn. Cảm giác rất là chân thật, và như kiểu mình đang đứng ngay cạnh bên họ vậy. Rất sống động. Cái này mà xem phim kia thật thì chắc là hay lắm nhỉ. Ngoài game ra thì xem phim trên Gear VR còn có một tính năng gọi là pass-through, tức là bạn sẽ nhìn xuyên qua kính bằng cái camera của điện thoại được kết nối luôn. Cảm giác như kiểu bạn đang chơi game Half-Life với map chính là cái nhà của bạn vậy. Cũng khá là ảo diệu. Trong tương lai thì những cái game kiểu tăng cường thực tế ảo như là Pokemon Go sẽ tận dụng tối đa những cái tính năng như thế này, hoặc là mấy cái game theo kiểu HoloLens của Microsoft vậy. Hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được thấy ứng dụng nào trên Gear VR tận dụng được cái tính năng này. Trên Gear VR thì giới hạn nội dung trong cái kho Oculus Store, tức là các bạn không thể sử dụng ngoài các ứng dụng ở trong cái kho ứng dụng này, kể cả những cái ứng dụng đào từ Google Play. Thực ra thì vẫn có cách để chạy ứng dụng ngoài, nhưng mà mình sẽ nói đến ở trong một cái clip khác. Còn với chợ ứng dụng của Gear VR thì khá là ít ứng dụng free, chủ yếu là những cái ứng dụng mà phải bỏ tiền ra mua và giá thì cũng khá là đắt đỏ. Sau tầm khoảng 15 đến 20 phút trải nghiệm sử dụng thì mình có cảm giác rất là nặng đầu. Tháo kính ra phát ở trong người cảm giác nôn nao luôn. Chưa kể đến là hai mắt rất là mỏi do mình tập trung nhiều. Và đây là triệu chứng khi chưa quen với kính thực tế ảo. Dùng nhiều rồi thì chắc là các bạn sẽ đỡ hơn. Tổng kết lại thì Gear VR là một thiết bị khá là sáng giá cho các nội dung thực tế ảo ở thời điểm hiện tại. Chất lượng hình ảnh tốt, kho ứng dụng chất lượng cao và khá phong phú, đủ thể loại từ game, phim đến tương tác ảo. Đặc biệt là cái việc điều khiển rất là thuận tiện nhờ tích hợp sẵn touchpad cảm ứng, điều chỉnh âm lượng rồi là phím back ở ngay trên kính khi chúng ta thao tác. Từ lúc mình cầm cái Gear VR này thì xung quanh ai cũng tò mò và hờ hứng mượn để nghịch thử, và rất thích thú với trải nghiệm mà nó mang lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nghĩ sao về Gear VR? Đừng quên comment chia sẻ bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.